Hello mọi người nhé. Cửa hàng em đang xuất xưởng xe điện IAD đây. Xe điện IAD Odolai. Siêu xinh luôn. Xe bền số 1 trên thị trường luôn mọi người nhé. Chất lượng phải so sánh là xe điện Honda. Xe điện nhập khẩu sử dụng trên 150 quốc gia trên thế giới đây ạ. Bền nhất trên thị trường xe điện đây đã về đến Việt Nam đây ạ. Em gái xinh này mua xe điện đi làm ở dưới khu công nghiệp mọi người nhé. Cửa hàng em có hỗ trợ trả thẳng trả góp ship tận nhà miễn phí mọi người nhé. Đây ạ. Siêu xinh luôn. Đây, rất là xinh luôn. Thì chiếc xe rất là hiện đại luôn. Sở hữu dòng xe công nghệ bền nhất, chắc nhất trên thị trường bây giờ luôn. Khóa cổ rồi. Khóa cổ rồi. Mở rồi đấy. Mọi người có nhu cầu muốn xem thực tế, muốn xem thực tế thì mọi người ra Huy Bộ ngắm nhé. Sản phẩm có sẵn tại Huy Bộ luôn. Sử dụng trên 150 quốc gia luôn. Giá xe này là 19.990.000 mọi người nhé. Tiền nào của đấy đắt sắt ra miếng luôn ạ. Đây. Đèn siêu xinh luôn. Biểu trưng của IAD. Màn hình hiện rất là đẹp luôn. 0.0 km. Trang bị cả cổng sạc dự phòng mọi người nhé. Xe đi được 100 km mới hết điện ạ. Đây một chiếc nó đang chuẩn bị ship và lên đèo mọi người nhé. Chiếc này là ship ở khu vực đèo ạ. Đây. Đây là xe đạp điện dành cho học sinh cấp 2 ạ. Đại lý mình có sẵn luôn ạ.